Vâng, đến một câu hỏi tiếp theo là của một khán giả năm nay 60 tuổi. Tôi bị đau ngực khó thở, đi khám ở viện tim thành phố Hồ Chí Minh, chụp mạch vành thì cũng có hẹp ba nhánh là 30%, 40 và một nhánh 80. Bác sĩ cần nói là cần phải đặt stent sớm. Thì ngoài ra tôi có mắc bệnh tiểu đường, đã điều trị 22 năm, hiện tại thì đường huyết của tôi vẫn ổn định. Tôi muốn hỏi là với cái đặt stent thì liệu rằng là cái hiệu quả được duy trì được bao lâu, và bình thường thì có nên đặt nhiều stent cùng một lúc hay không, thì có nguy hiểm không ạ? Như tôi đã nói đấy, đặt nhiều nhiều stent một lúc thì là có một sự thách thức đối với cái tiên lượng của bệnh nhân, do đó bác sĩ phải có kinh nghiệm mới quyết định đặt nhiều stent một lúc. Nhưng mà theo tôi thì không nên đặt nhiều một lúc, nên đặt ít stent và nó ít ảnh hưởng tới cái phản ứng của cơ thể. Phản ứng đó là có thể thay thay đổi về cái chức năng sống, về huyết áp, về nhịp tim, và có thể là phản ứng đó có thể là gây gây tác động phổi. Chúng phải cho tôi xem. Thế thì đái tháo đường với lại bị hẹp động mạch, hai cái đó có đi với nhau không? Hoàn toàn đi với nhau được, vì bây giờ người ta có các cái stent phủ thuốc rồi, thì có phủ thuốc rồi thì nó không bị tắc lại nữa nữa đấy. Và với điều kiện người ta phải cho thuốc chống vón tiểu cầu, ví dụ như là aspirin, ví dụ là clopidogrel, dùng đơn độc hay là dùng phối hợp. Đơn độc hay phối hợp cái đó là tùy bác sĩ đó. Thế và thế này, người ta phải kèm theo đó là thứ thuốc băng bó dạ dày, vì aspirin và clopidogrel là cái thuốc và chống vón tiểu cầu ấy. Cái thuốc đó nó làm nó kích hoạt dạ dày, do chúng ta cần phải thuốc băng bó dạ dày, esomeprazole, tất cả các thứ mà nó ức chế cái việc tiết ra axit chlorhydric đều tốt cả. Ví dụ như là chúng ta có các loại Nexium là thuốc chính và chống băng bó dạ dày rất là tốt, hay bao gồm các biệt dược của nó. Thì tôi nghĩ là tôi trả lời cuối cùng là đái tháo đường có thể đặt stent được, nhưng mà nên đặt stent có phụ thuốc. Hiện nay thì em cũng được biết là có những loại stent thế hệ rất là mới, nó là có stent tự tiêu ấy ạ. Thì những cái stent thế hệ mới như vậy thì cái nguy cơ về đông máu nó cũng kém, nó cũng ít đi hơn đúng không ạ? Và cái biến Người ta chứng. nói rằng stent bây giờ có nhiều loại lắm. Dạ. Stent phụ thuốc thì có loại nó lại sau một thời gian 6 tháng thôi thì tiêu hết, nó chỉ Vâng. còn lại cái khung thôi, Vâng. và cái khung đó làm nó giữ cho cái stent À. rất là hay đấy. Vâng. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái sự thu nhập của nhân dân không bao giờ đồng đều cả, Dạ vâng. người cao người thấp, cho nên là nếu mà lãnh đạo bệnh viện thì cũng phải nên biết dùng cái đối tượng này thuốc này, Vâng. đối tượng Vâng. cái thuốc thuốc kia. Nhưng mà dù thuốc nó rẻ tiền hơn nhưng mà cũng phải là đảm bảo cái tối thiểu. Cho nên là kể ra nếu mà ai nhai thì rất 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 tốt, nhưng mà cái đấy là một cái ước mơ mà người ta không Vâng. phải thực hiện được. Vâng, em cũng thấy chia sẻ và rất là nhiều người bị bệnh mạch vành mà khi mà có chỉ định đặt stent thì cũng rất là băn khoăn bởi vì chi phí nó cũng rất là Cao cao. quá. Vâng, rất là nhiều, khoảng 50 đến 70 triệu đúng không ạ? Vâng, thì nó cũng nhiều người cũng không có đủ điều kiện để có thể đặt stent, và nhiều người là quay về là dùng thuốc. Nhưng cũng là có rất là nhiều trường hợp may mắn là ở đây là mặc dù không đặt stent hay là can thiệp phẫu thuật thì người ta dùng thuốc lại có đáp ứng tốt. Đấy là một trong những cái nó cũng phải tùy thuộc vào cơ địa của từng người nữa đúng không ạ? chúng ta cho thuốc thì tùy cơ địa từng người, thì là số một có tác dụng hay không, và chúng ta cũng phải tính đến điều kiện kinh tế nữa. Nhưng mà dù điều kiện kinh tế có thấp hay cao nữa mà, thì chúng ta phải đặt cái tối thiểu, chứ đừng cái là cái người nghèo quá thì cho không cho gì cả, hoặc là cho cái thuốc rất là tồi, không được, chúng ta không được phép như thế. Nhưng mà cái việc sử dụng thuốc lâu dài, ví dụ như aspirin, nó có thể gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến dạ dày. Rồi giáo sư cũng chia sẻ cái giải pháp là dùng kết hợp thêm thuốc, nhưng mà nhiều người cũng rất là băn khoăn bởi vì dùng thuốc lâu trong thời gian là bao lâu, dài nhưng mà khoảng thời gian là bao lâu, liệu nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình không ạ? Tôi là người dùng aspirin và clopidogrel, thì tôi nhận xét này, cái tai biến ấy, do cái thuốc mà chống vón tiểu cầu đó hay xảy ra trong những tháng đầu tiên khi ta dùng, vì sau khi ta quen rồi thì lại đỡ hơn. Thế cho nên là chúng ta thế này, tôi thấy này, nếu dùng hai thứ thuốc thì còn ít cái tai tai biến hơn, nhưng nếu ba thứ thuốc chống đông cùng với đạt cùng với nhau thì dễ có tai biến hơn. Tai biến đó là gì? Hoặc đái ra máu, hoặc là chảy máu rất nhiều ở rồi. Ngoài ra thì chạm cái chảy máu rồi, và tránh không được ngã ngã cơ thể chảy máu não nguy hiểm lắm, do đó phải hết sức tránh, chú ý tránh, và tránh không được gây tổn thương chảy máu nhiều lắm đấy. Nhưng mà trong vài tháng đầu thôi, về sau lại quen đi, cơ thể nó trả lời được. Cho nên là này, mình thầy thuốc giỏi là mình thầy thuốc này có kinh nghiệm,
đối với bệnh nhân mình, đối tượng nào dùng thuốc nào, đối tượng nào không dùng thuốc nào, chứ không phải ai như ai cả. Và cái phản ứng cũng không phải giống giống nhau giống nhau bởi thời gian cũng như về tính chất. Bệnh mạch vành thường biểu hiện bằng cơn đau thắt ngực, đau tim dẫn đến nhồi máu cơ tim. Thực phẩm chức năng Vương Tâm Thống với các thành phần từ thiên nhiên hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành, giúp làm hạ lipid máu, hạ huyết áp, giúp làm giảm tình trạng đau thắt ngực, đau tim, nhồi máu cơ tim. Có Vương Tâm Thống là tôi yên tâm. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.